Sáng ngày 11 tháng 11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu vực cửa sông Hậu thuộc huyện Trần Đề. Dự lễ có ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Vương Quốc Nam, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành cùng các đơn vị có liên quan, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trần Đề. Với vị trí địa lý thuận lợi khi có 72 km bờ biển, cùng hệ thống sông ngòi tràn dịch, nguồn lợi phong phú, tỉnh Sóc Trăng có nhiều loài thủy sản, hải sản có giá trị kinh tế cao. Nhận thức rõ vai trò của nguồn lợi thủy sản đối với hoạt động sinh kế của người dân cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng đã luôn quan tâm chú trọng công tác phục hồi, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái và môi trường sống của các giống loài. Công tác vận động kinh phí tổ chức các đợt thả giống nhận được sự quan tâm hưởng ứng tích cực từ nhiều nguồn lực. Đối với ngành thì trong cái năm thì chúng ta tập trung là tổ chức lễ lớn và ngày 1 tháng 4 để tái tạo nguồn lợi về biển. Thì bên cạnh đó thì các tháng trong năm thì chúng ta cũng phối hợp với các địa phương để chúng ta bảo vệ và tái tạo các cái nguồn lợi nội đồng ở các tuyến nội đồng. Thì bằng cái nguồn lực thì chúng tôi tuyên truyền, vận động rộng rãi và được sự đồng tình, ủng hộ của tất cả các cấp, các ngành, từ các ban ngành, các đoàn thể chính trị, các em học sinh, các bạn đoàn viên thanh niên, ngư dân, nông dân và tất cả các tăng ni, Phật tử cũng đều ủng hộ để chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên thủy sản cũng như bảo vệ môi trường để dành cho thế hệ mai sau. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Vương Quốc Nam thông tin, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 3 đợt thả giống thủy sản về tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Qua đó, đã thả trên 3 triệu con tôm sú giống, 10.000 con cua giống, 50.000 con cá lóc và 4.000 con cá thác lát giống, góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đây là hoạt động rất có ý nghĩa khi đảm bảo được sự hài hòa giữa hoạt động khai thác gắn với tái tạo. Quan trọng là giảm áp lực khai thác biển, tạo thêm sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân vùng ven biển. Các đồng chí cũng biết, thì những năm gần đây, ngành thủy sản cũng đang đối diện với nhiều thách thức. Môi trường sống của các loài bị đe dọa, nguồn lợi thủy sản suy giảm do tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động khai thác thiếu trách nhiệm của con người. Đặc biệt là việc cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động khai thác xuất khẩu thủy sản cả nước nói chung cũng như trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Vì vậy, việc thả giống thủy sản bổ sung phát triển nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên là cấp thiết, là cần thiết về lâu dài, nên đòi hỏi các cấp, các ngành và toàn thể người dân cùng chung tay góp sức thực hiện. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, hoạt động này góp phần phục hồi tái tạo lại nguồn lợi thủy sản tại đồng bằng sông Cửu Long, tạo sinh kế cho ngư dân, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức nhận thức trách nhiệm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản tới các tầng lớp nhân dân tại Sóc Trăng nói riêng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Nhân sự kiện, đồng chí kêu gọi lãnh đạo các tỉnh, thành phố ven biển cần tiếp tục triển khai các giải pháp thiết thực, huy động sự vào cuộc của cả cộng đồng trong việc chung tay khôi phục lại nguồn lợi thủy sản, gia tăng mật độ quần thể của các loài thủy sản đã bị khai thác cạn kiệt, đặc biệt là phục hồi và tái tạo các loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Tôi đề nghị Ủy ban nhân tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau: tổ chức tuyên truyền, phổ biến tập huấn các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản tới các tổ chức cá nhân, tăng ni Phật tử và người dân bằng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với phong tục tập quán của nhiều địa phương. Tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra vận động người dân không sử dụng sung điện, kích điện, chất nổ để đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về phòng chống khai thác không hợp pháp, không theo quy định EU để góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển bền vững.
Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã cùng di chuyển lên tàu, tiến hành thả 1,5 triệu con cua giống và tôm sú giống xuống khu vực cửa sông Hậu, ven biển hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa được ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng thực hiện thường niên nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và toàn thể nhân dân trong công tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.